Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phúc Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998, số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em lại đang có một lô giày đấy, và một lô áo để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại để em ship hàng đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào giày trước đi các bác. Đây em đang có một đôi giày Mavic. Nó có một cái màu rất là đẹp các bác ơi. Cái chữ Mavic này buổi tối các bác đi là nó rọi cái đèn vào nó nổi cái chữ Mavic lên các bác nhé, rất là đẹp. Trong này là dòng khóa ba. Đấy. Trọng lượng nó rất là nhẹ. Hàng này của em là hàng lướt nhưng mà nó còn khá là mới các bác nhé, để carbon. Đôi này có size của hãng là size 40, chân khoảng 25 cm các bác nhé. Đấy, dòng này thì các bác chân phải nhỏ các bác nhé, chân phải nhỏ gọn. Thằng này cái da của nó bóng, rất là dễ lau chùi. Cái hình thức của nó thì nó còn khá là mới các bác nhé. Cái phần da của nó thì em thấy nó còn rất là đẹp. Còn cái đế của nó thì nó đi đã sử dụng, đã di chuyển ở trên đường rồi thì chắc chắn là nó sẽ có xước các bác nhé. Dòng này là dòng chuyên cho xe rác đây các bác này. Phần da thì còn rất là đẹp các bác ơi. Để cho mõm này để có bị chấm chấm một tí này. Đôi này em đang bán 1,5 triệu các bác nhé, khóa ba, nhẹ lắm, dòng này đi sướng lắm các bác ơi, cái da của nó rất là mềm, êm các bác nhé, 1,5 triệu đôi này, đấy, giá rất là dễ chơi. Cái phần gót của nó đây các bác này, đấy, người ta đi rất là ít các bác nhé, đến 1,5 triệu thôi, giá rất dễ chơi. Đấy, tiếp đến bên này em có một đôi CD. Một đôi CD size 42. Cái đôi này thì cái mõm của nó cũng có xước này các bạn này. Đấy, cái này khi người ta xuống xe là người ta quẹt xuống đường. Đấy, cái giày này là giày bên trái. Thì thường thường là mình xuống là mình sẽ xuống bên trái các bạn nhé. Đây có xước một chút mõm đấy. Còn lại thì nó còn khá là đẹp. Size 42. Ở chỗ này thì nó có cái vết gì nó bẩn đây này. Lúc nãy em cũng có lau nó cũng mờ bớt đi rồi. CD thì nó nổi tiếng là siêu bền, Made in Italia, size 42, chân 26 cm các bác nhé. Đây có chiếc bên này, thì nó đẹp hơn. Cái bên trái thì xuống xe nên là cái mõm nó hơi bị xước chút. Cái gót của nó đây các bác này, đấy, gót của nó rất là đẹp các bác nhé. Đế carbon, size 42, đôi này để cho các bác 1,6 triệu. Đấy, bác nào đang chuẩn bị mà đang tập chơi giày can thì các bác mua cái đôi CD này, giá rất là hợp lý. Đấy, mà nó rất là bền các bác nhé. CD thì nó nổi tiếng là siêu bền rồi. Đấy, hai dán một cài, nói chung là hàng này thì nó là hàng bình dân, size 42 các bác nhé. Những cái đôi giày thể thao này thì đòi hỏi các bác là chân phải gọn một chút các bác nhé, chân phải gọn một chút để các bác đi ok. Nói chung là các bác muốn mua cho nó chuẩn thì các bác cứ gọi điện. Đấy, cứ nhắn tin Zalo cho em. Đấy, để em tư vấn cho. Để cho nó chuẩn, đặt một phát đến cái là thử phát là ăn liền các bác nhé. Đấy, một cái ship đi ship lại là nó mất công, tốn tiền, mất thời gian. Ở bên này thì em đang có một đôi Shimano. Đôi này là đôi giờ C5 các bác nhé. Có bàn, các bác. Đấy, khóa này. Đấy, cái khóa của nó sướng lắm. Đôi này là đôi Shimano giờ C5. Cái này nguyên bản từ bên Nhật về chưa có lau chùi gì các bác nhé. Nhưng mà nó còn rất là mới. Dòng này thì nó là dòng ngon bổ rẻ của Shimano rồi các bác này. Giờ C5 rất chi là bền các bác nhé. Đây, cái gót của nó này đang nguyên bản đất ở bên Nhật về các bác này. Đế carbon. Chung là đôi này đẹp lắm, đôi này mà
mà em bỏ ra tầm khoảng 10 phút em đánh rửa em lau chùi đi thì nói chung là nhìn nó mới lắm. Đây, da rẻ thứ là hầu như chưa thấy có xước các bác nhé. Khóa 3. Đồ này thì em bán 2 triệu. 2 triệu các bác nhé. Đồ này size là 40. Để xem này. Size 41, chân 25,8 cm các bác nhé. Đấy, 25,8 cm. Nói chung là bác nào chân tầm của 25 5, 25 6 gì đấy đi ok các bác nhé. Thằng này để trên cái mặt da của nó rất là nhiều các cái lỗ thoáng khí các bác nhé. Đôi này đi rất là thoáng chân các bác nhé. Đấy, ở dưới này có cái lỗ thông gió ở chỗ mũi bàn chân đây. Mới lắm. Đôi này các bác mua mới là nó tầm khoảng 3 triệu các bác nhé. Các bác mua lướt mà đẹp như mới thế này là có 2 triệu thôi. Đấy. Đây. 2 triệu. Chân cũng phải gọn gọn một chút các bác nhé. 2 triệu luôn này. Quá là ngon luôn các bác ơi. Rồi em đi sang một lô áo đi các bác này. Đầu tiên thì em sẽ đi vào một cái siêu phẩm Cutterly. Cutterly. Màu rất đẹp các bác nhé. Đây là một lượt thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Thương hiệu con bọ cạp. Áo này thì nó chuẩn bị sang mùa đông rồi. Đấy, các bác mua những chiếc áo dài tay. Các bác đi ra đường nó rất là đảm bảo. Nó ấm các bác nhé. Em sẽ đi vào em đo thực tế cái size của cái chiếc áo này. Size M các bác nhé. Cutterly. Áo này thì em đang bán 900, sản xuất tại Bosnia Herzegovina gì đây. Size M này thì các bác khoảng 60 65 cân gì đấy. Cái nách của nó thì nó vào khoảng 43,5 các bác nhé. Dài lưng. Đấy, cái dòng này thì đó nó hơi khó tí các bác, nó vào khoảng 69 gì đấy. Đấy, nói chung là các bác khoảng mét 6 65 67 gì đấy mặc là chắc là ok các bác nhé. Áo còn mới lắm, cái này mặc thì em nói thật các bác là ấm vô cùng luôn. Đây các bác này, ở trong nó có phủ một cái lớp đấy này. Đây, áo còn rất là mới các bác nhé, rất chi là mới và màu rất đẹp luôn. Những cái áo này là cái form của nó là mặc nó hơi ôm một chút các bác nhé. Đấy, có nhiều bác lại ép bán cho cái áo về mặc lên rất là đẹp nhưng lại chê để chật. Đấy, xong là gọi điện mới quay, gọi điện chụp ảnh thứ cho em thì bắt đầu em tư vấn cho thì lúc đấy mới bảo công nhận. Bây giờ các bác mua những cái chiếc áo thể thao một form đời mới thì là cái form nó sẽ ôm vào người chứ không phải nó bị chật đâu các bác nhé. Còn các bác muốn mua nó rộng thì các bác phải mua những cái áo form đời cũ, form đời cũ, hoặc là các bác phải chấp nhận mua cái size to hơn cái size mình mặc bình thường thì nó sẽ rộng. Đấy, có nhiều bác là các bác trung tuổi hoặc các bác lớn tuổi rồi, các bác cứ thích mặc nó rộng thùng thình ra, mặc nó hơi bó tí thì thường ngại. Nên là đấy, có nhiều bác cũng đấy cứ gọi điện cho em bảo sao nó chật, nhưng mà thực tế thì là nó rất là vừa người. Đấy, chiếc này cực kỳ đẹp luôn các bác ơi. Màu cũng rất đẹp các bác nhé, thương hiệu lớn luôn. Đó, này có 3 túi đi. 900 các bác nhé. Đây, em lại đang có hai siêu phẩm này. Hàng cực kỳ hiếm luôn. Thằng này mới 100%. Chiếc này có size của hãng là size S. Đấy, chiều cao là 1m62, 1m68. Phiên bản tài trợ cho Tour Đầu Phăng, sản xuất tại Bồ Đào Nha. Giá mới bên Nhật gần 2 triệu, giá em bán có 1,1 triệu thôi. Các bác nhé. Mới 100% luôn. Em thử đo cho các bác này. Cái này thì dài nó vào khoảng 64 các bác nhé. Nách thì nó vào khoảng 42. Đó. Cái này cái chiều cao người ta khuyến cáo thì là sẽ áp dụng cho những cái bác mà có cái cơ thể và cái chiều cao cơ thể, nói chung là cái cân nặng nó cũng phải xem với cái chiều cao thôi các bác, nói chung là người phải chuẩn các bác nhé. Đấy, ví dụ như các bác mà khoảng 1m62 1m68 mà các bác nặng 70 cân thì các bác không mặc được đâu, nó sẽ bị kích đấy các bác nhé. Chung là người phải chuẩn các bác nhé, người phải thon chuẩn gì đấy.
cái dòng này là dòng đời mới nên là mặc nó sẽ hơi hơi ôm các bác nhé. Nếu bác nào lớn tuổi mà mua cái chiếc áo này là phải xác định tư tưởng trước đấy. Nếu mà các bác muốn mua cho nó rộng ấy, thì các bác cao khoảng 1m6 thôi, nặng khoảng 60 cân chẳng hạn, năm mấy 60 cân thì các bác mặc nó sẽ hơi rộng một chút. Còn khoảng 1m như thế này này đấy, 62 68 mọi người cơ thể bình thường thì mặc nó sẽ hơi ôm vào người các bác nhé. Thì form rất là đẹp, dòng này dòng vải đời mới, mặc nó rất là mát và thoáng các bác nhé, 1,1 triệu. Ở bên này thì em đang có một chiếc XS, chiếc này thì hãng người ta khuyến cáo là 1m57, 1m63, sản xuất tại Bồ Đào Nha, cũng 1,1 triệu luôn, phiên bản tài trợ Tour Đầu Phan, mặc sướng lắm, mát, nói chung là sướng, tiền nào phải đấy các bác nhé. Để em đo thử này. Cái này thì nó vào khoảng 63,5, cái nách của nó thì vào khoảng 40 các bác nhé. Nãy để em đo lại, các bác sợ nhìn nhìn không rõ này. 40. Đó. 1m57, 1m63. Đằng sau nó có 3 túi các bác này. 3 túi. Đó. Ở đây em đang có một chiếc này siêu to khổng lồ đấy các bác này. Chiếc này là một chiếc Dead Center. GB là size XO các bác nhé. Size này to lắm. Cái này các bác khoảng 75 cân đổ lên này, 75-80 cân. Cái này thì dài lưng của nó vào khoảng 70. Nách thì nó vào khoảng 50 các bác nhé. Đấy. Này, size to. Các bác khoảng 75-80 cân, hơn 80 cân các bác nhé. Mới lắm, vải này em nói các bác là mặc như kiểu là không mặc, mát. Đây. Vải mềm như da em bé các bác nhé, cực kỳ mới luôn. Thương hiệu này thì nó là, em nhớ không nhầm thì nó là một thương hiệu của Hàn Quốc thì phải, nó của Hàn Quốc hoặc là Mỹ gì đấy. Ngày trước em bán giày nó cũng có cái hiệu này, mà những cái đôi giày này đi nó bền mà giá nó cũng đắt lắm các bác ơi. Dead Center này, đây có 3 túi nhé. Màu này thì các bác trung trung tuổi mặc chắc ok, giá 850 850 nghìn. Đằng sau này thì nó rất là nhiều lỗ nó làm này. Nói chung là vải này mặc mát lắm, sướng lắm. Ở bên này em đang có một chiếc Shimano. Chiếc này có size XL, Asia là XL. Asia là của châu Á các bác nhé. Asia. Đây em đo thực tế này. Cái dài lưng của nó khoảng 66. Và cái nách của nó 46. Cái này thì các bác cao khoảng 1m70 đến 1m75, nặng khoảng 70 cân là ok đấy các bác này. Em 1m76 mà nặng 69-70 cân em mặc cái size này là ok, đúng cái chiều dài và cái chiều nách như này là mặc ok. Đấy, chiếc này thì vải cũng mát các bác nhá, vải mát mịn và còn rất là mới, rất mới các bác nhá, made in Việt Nam, giá 550 nghìn. Rất là mới và mềm mát các bác nhé. Sau có 3 túi này. Rồi. Bên này thì em đang chiếc một chiếc Santelli của Ý, sản xuất tại Ý, made in Italia. Đấy. Chiếc này thì size S, cái này thì các bác chắc khoảng cao khoảng 1m50 1m60 gì đấy này. Size S. Đo đã, đo các bác ơi. Cái này thì cái nách của nó thì vào khoảng 43 các bác nhé. Và cái lưng của nó kéo cho nó rộng đi. Lưng của nó thì nó vào khoảng 64 các bác nhé. Đấy, cái này thì chắc các bác cao khoảng 1m6 rồi đấy, 1m6 chút. Đấy, mà cái dòng này thì mặc nó cũng khá là ôm người đấy các bác nhé. Vải cũng khá là ngon, sản xuất tại Ý, vải này cũng khá là mát các bác nhé, giá 600. Cái này thì để mà cho nó chắc ăn thì các bác giải cái áo của các bác ra, các bác đo giống như của em, xong các bác đọ vào, các bác đặt thì nó sẽ chuẩn hơn các bác nhé. Đấy.
Với lại trước khi đặt là các bác phải ngắm cái cơ thể của mình. Đấy. Rồi, còn mới lắm. 600. Ở bên này một cái này, em có một cặp luôn, hai cái thì thông số như nhau các bác nhé. Cũng xài S luôn, 600. Made in Italia. Đây này, tem này coi này. Santini của Ý. Cái hãng này nó đắt lắm, hôm qua em bán cái quần gần 3 triệu các bác này, sản xuất tại Ý luôn. 2 triệu 9 cái quần ấy. Đắt dã man luôn cái hãng này, đắt kinh khủng. 600 bác nào mà đúng chiều cao này, đúng cân nặng này, thì các bác chơi một cặp này về quá ok luôn. Đi đằng sau này đẹp lắm. 600. Đấy. Em có một quả này để độc dược luôn các bác nhé. Đây bác nào thích hoa lá cành này. Chiếc này nó mà đúng nó sai. Nó mà sai L thì em để em mặc luôn chiếc này cho nó máu. Hàng này thì các bác mặc là đảm bảo là không đụng hàng các bác nhé. Thằng này vải mát cực kỳ luôn. Vải đầy mới các bác nhé. Đây cái tay của nó này. Tay của nó không không làm gấu đâu. Đây. Đây. Chiếc này là chiếc Zone, thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Size M. Chiếc này thì dài lưng của nó khoảng 68. Cái nách của nó thì nó vào khoảng 44 các bác nhé. Đó. Size M. Mới lắm. Vải rất mát các bác nhé. Giá chiếc này thì để cho các bác 650.000. Đây. Cho các bác chơi cái chiếc này. Nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé, nhưng mà nó là thương hiệu của Mỹ. Zone. Đây có túi này. Đây cái tem của nó đây. Rốt gì đây. Kona 1983 này. Kona là thương hiệu xe đạp của Mỹ các bác nhé. Cuối cùng là một chiếc chiếc này là chiếc gì Not Dốc Sốc Mavic. Đủ các thương hiệu. Chiếc này sản xuất tại Ba Lan các bác nhé. Đấy, Ba Lan. Chiếc này thì nó là size M thì phải. Size M đấy các bác ơi. Cái nách của nó 44 đúng không? Size M. 46 là cái dài lưng của nó khoảng 60. Đâu thằng này dài lưng phết này. 70 các bác ơi. À, lưng dài phết các bác. Đó. Cái này thì chắc các bác khoảng 1m65, 1m70 người người mỏng mỏng, gầy gầy một chút các bác nhé. Người gầy gầy một chút là ok này. Ba Lan 550.000. Vải này cũng mát các bác nhé. Vải này khá ngon. Đây. Giá rất là mềm mại cho các bác chơi, toàn hàng xịn thôi. Toàn áo xịn mà đẹp cho các bác này. Hàng này hàng em tuyển. Nói chung là những chiếc áo mà em tuyển hầu như là nó phải là hàng hiệu các bác nhé. Hàng có thương hiệu và nó có rõ ràng là nơi xuất xứ rõ ràng các bác nhé. Đấy. Có nơi xuất xứ rõ ràng và là hàng có thương hiệu. Các bác nhé. Giờ các bác có nhu cầu sử dụng thì cái chụp ảnh màn hình gửi vào Zalo cho em. Đấy, chốt chiếc nào thì cái chụp ảnh màn hình các bác nhé. Nhắn vào Zalo cho em địa chỉ cho em ship hàng. Cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.